Mời các bạn đón xem tiếp bộ truyện. Sau khi giả mất trí nhớ, tình địch nói tôi là bạn trai của hắn. Tập 54. Hu hu hu. Tư Thanh. Anh Phạm. Bốp. A. À. Kỷ Thương Hải. Anh còn muốn làm hại bao nhiêu người bên cạnh tôi mới chịu dừng lại? Vân Phạm. Anh không phải. Anh chỉ đến để gặp em. Good. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Đừng đến tìm tôi. Đừng xuất hiện trước mắt tôi. Tránh xa những người bên cạnh tôi một chút. Kỷ Thương Hải. Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm. Cơ thể con chảy dòng máu của ông ta. Con và ông ta ghê tởm như nhau. Xin lỗi. Xin lỗi. Anh sẽ không xuất hiện nữa. Tư Thanh, đừng sợ. Anh đưa em đến trạm y tế. Bác sĩ, vết thương này của tôi có để lại sẹo không? Không sao nhé, chăm sóc kỹ lưỡng, đừng đụng nước là được. Đều tại tôi, nếu không phải tôi, Kỷ Thương Hải sẽ không làm hại cô ấy. Chuyện là anh Phạm, anh và người lúc đó là quan hệ gì vậy? Xin lỗi, xảy ra những chuyện này đều là tại anh. Em yên tâm, anh tuyệt đối sẽ không để anh ta làm hại em nữa đâu. Hả? Làm hại em cái gì chứ? Anh ta giúp em đuổi tên say rượu rồi cứu em mà. Em nói cái gì? Anh ta đã cứu em. Đúng vậy. Khi nãy anh giữ như thế, dọa em không dám lên tiếng. Lần đầu tiên em thấy anh nổi giận dữ vậy. Không phải, đợi đã. Anh ta cứu em. Vậy tại sao em không dùng điện thoại của mình mà lại dùng điện thoại của anh ta? Còn nói một nửa rồi đột nhiên tắt ngang. Điện thoại của em bị ngã nên vỡ rồi. Anh trai đó liền gọi điện thoại cho anh. Cuối cùng em chưa nói xong thì điện thoại đã hết pin rồi. Mình đã làm gì vậy? Tại sao mình lại... Anh Phạm, anh đi đâu? Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy. Mình dường như để mất anh ấy rồi. Mấy ngày tiếp theo, Lâm Văn Phàm có việc hay không có việc cũng đến gần quán ăn để tìm kiếm, nhưng bóng dáng quen thuộc cũng không xuất hiện nữa. Cuộc gọi đó cũng không gọi được nữa. Cho đến khi một cuộc điện thoại của cục cảnh sát khiến cho bọn họ đi vào ngõ cụt, như được mở ra một bước ngoặt. Hôm nay mời cậu đến chính là việc có liên quan đến vụ kiện lừa đảo của cậu đã có tiến triển mới. Lúc đầu, trước khi kẻ dùng chứng minh thư của cậu đi mượn tiền bọn cho vay nặng lãi, đã bị lừa vào mô hình đa cấp. Gần đây vừa mới bị chúng tôi bắt được. Tiền bị lừa đã được đưa về bộ phận, đợi bên phía viện kiểm sát và tòa án điều tra theo trình tự sẽ trả về ngay. Tổ chức đa cấp. Tên trộm lấy chứng minh thư của tôi không phải bị người khác xúi dục sao? Là bị người khác xúi dục. Chính là tổ chức đa cấp đó xúi dục đấy. Loại tổ chức đa cấp này lừa tiền người ta xong, lại còn đào tạo người bị hại đi lừa tiền người khác nữa. Thật là thạch tín trộn với ớt, cay độc.
Vậy tổ chức đa cấp này với tập đoàn Tung Hoành có liên quan không? Tập đoàn Tung Hoành? Không liên quan đâu. Hai cái này có thể có liên quan gì chứ? Nhưng mà đây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Những bằng chứng và đoạn ghi âm đó lẽ nào có vấn đề? Nhưng mà gì vậy? Đồng chí, cậu có gì không hiểu rõ cứ hỏi. Không, không có gì. Cảm ơn. Tội phạm lừa gạt đã bị bắt không phải là chuyện tốt sao? Sao người này nhìn không thấy vui chút nào vậy? Trong những thứ mà Kỷ Phi đưa cho mình nghe thấy, nhìn thấy rõ ràng. Đây lẽ nào là giả sao? Lời nói dối chân thật nhất thường được hình thành từ chính lời nói thật cộng với một lời nói dối. Chắc chắn là do Kỷ Phi giở trò. Anh còn nhớ tôi chứ? Tất nhiên là nhớ. Đến tìm tôi có việc gì sao? Anh Kỷ Thương Hải nhờ tôi đưa món đồ này cho anh. Kỷ Thương Hải, anh ấy hiện tại đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Tôi cứ nghĩ anh Kỷ Thương Hải và anh vẫn giữ liên lạc. Sao có thể chứ? Chúng tôi đã... Bỏ đi, không có gì. Cảm ơn cậu đã đưa cái này cho tôi. Chuyện là anh Lăng, anh có biết việc anh Kỷ bị cha của mình nhốt ở bệnh viện tâm thần 3 tháng không? Cái gì? Hôm đó, sau khi anh Kỷ bị cha của mình đưa đi, liền bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Là tôi và anh Kỷ Thương Khung đã cứu anh ấy ra ngoài. Có điều, anh ấy sợ sẽ gây phiền phức cho tôi, nên tự mình rời đi rồi. Anh Lăng, trước đây anh Kỷ còn có thể bảo vệ anh, nhưng hiện tại tài sản của anh ấy đều bị Kỷ Phi đoạt lấy rồi, không còn khả năng chống đối với Kỷ Phi nữa. Bọn họ như thế nào cũng là cha con mà, sao lại như thế được? Vậy Kỷ Thương Hải có thể đi đâu chứ? Tôi cũng không rõ. Tóm lại, anh nhất định phải cẩn thận Kỷ Phi.